Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ, hôm nay là buổi trưa thứ hai đầu tuần ngày 22 tháng 7 năm 2024, và bây giờ là 10 giờ đúng, 10 giờ đúng các anh chị. Và để mở đầu video buổi trưa ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, và có một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì Bình đang có mặt trên con đường Nguyễn Tri Phương thuộc khu vực Chợ Lớn, quận 5, Sài Gòn. Bên trái là chung cư La Cai, còn hướng đi thẳng trước màn hình các anh chị là chúng ta sẽ ra giao lộ Đồng Khánh, nay là đường Trần Hưng Đạo B. Lên cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Chánh Hưng, ra cái khu vực quận 8. Còn hướng chiều ngược lại sau lưng Bình là ngay cái ngã tư Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Trãi các anh chị. Còn đi thẳng qua cái ngã tư là chúng ta sẽ ra cái ngã 6 Chợ Lớn hay ngã 6 Minh Mạng, Ngô Gia Tự đó các anh chị. Đi hết cái con đường thì chúng ta sẽ ra đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Trong cái video buổi trưa ngày hôm nay, mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cập nhật phố xá khu vực Chợ Lớn quận 5. Chúng ta sẽ đi trên cái đường Đồng Khánh, con đường Trần Hưng Đạo B ngày nay, về đại lộ Khổng Tử, nay là đường Hải Thượng Lãn Ông. Cũng sắp tới mùa trung thu rồi các anh chị. Hôm nay là 17 tháng 6 âm lịch rồi. Khoảng 2 tháng nữa là chúng ta sẽ đón cái Tết Trung Thu năm 2024. Thường thì vào cái dịp mùa Trung Thu thì trên cái đường Hải Thượng Lãn Ông là bán rất là nhiều lồng đèn các anh chị. Năm nay thì không biết như thế nào. Bên phải Bình đang đứng đây là cũng có một cái sạp đang dựng để chuẩn bị bán bánh Trung Thu nè các anh chị. Thường thì bán bánh Trung Thu là trước cũng 1-2 tháng rồi, cũng ít nhất là 1 tháng các anh chị, để bà con người dân người ta mua về làm quà biếu đó. Đó các anh chị, bánh Trung Thu Tân Tân, một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Dạ rồi, chắc sau đây mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ bắt đầu đi. Dạ rồi, mình đi các anh chị. Sài Gòn thì sáng hôm nay thời tiết các anh chị thấy là bầu trời khá là nhiều mây, cũng giống mấy ngày trước các anh chị cũng đang ảnh hưởng bão, nên cái thời tiết buổi sáng buổi trưa các anh chị thấy là trời nắng cũng dịu dịu mát, các anh chị không có nóng. Bên tay phải màn hình các anh chị ngay cái đoạn này buổi tối là bán quán ăn quán nhậu cũng khá là nhộn nhịp ngay cái đoạn này đó. Và trước màn hình các anh chị đây là cái ngã tư đường Trần Phú và đường Nguyễn Tri Phương. Con đường Trần Phú là đường Nguyễn Hoàng ngày xưa đó các anh chị, còn ngã tư trên á là đường Trần Hưng Đạo B, ngày xưa là đường Đồng Khánh. Ở bên sẽ rẽ tay phải vào cái đường Nguyễn Hoàng, đường Trần Phú này nha các anh chị, để mình đi ra cái đường Đồng Khánh. Ngay cái đoạn đường Trần Phú này ngày trước là cũng hay gọi các anh chị bà con người dân ở khu vực Chợ Lớn cũng hay gọi đây là Hào Huê. Ở ngày trước các anh chị thấy ngay cái đoạn này, ngay cái khu vực này rất là nhộn nhịp các anh chị, thập niên mà 80 90 đó, bởi vì cái khu vực này xung quanh là rạp hát, rạp chiếu phim ngày trước khá là đông các anh chị. Về chiều tối là bán ăn uống rồi bán quần áo thời trang rất là nhộn nhịp. Và chúng ta cũng mới vừa đi qua cái rạp hát Hào Huê ngày xưa đó các anh chị, rạp nhân dân đó. Mình lo nói chuyện quên quay cho các anh chị xem cái rạp hát Hào Huê ngày xưa, nay là cái rạp hát nghệ thuật Phương Nam các anh chị. Và trước màn hình các anh chị bên tay trái đây là cái mũi tàu giao lộ đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo B, đường Đồng Khánh ngày xưa đó các anh chị. Bên kia đường là trung tâm văn hóa quận 5, ngày trước là Đại Thế Giới đó các anh chị, Đại Thế Giới quận 5 đó. Ngày xưa là bên trong là có cái sòng bài casino lớn nhất Đông Dương mà thời Pháp đó các anh chị.
Đó, phía sau là có cái thủy đài rất là lớn. Còn bên bên hông là phía sau là công viên nước Đại Thế Giới các anh chị, mà hiện nay là đã dẹp rồi. Cái trung tâm văn hóa ngày nay thì là cái nơi mà thường xuyên diễn ra cái nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ các anh chị của người Hoa. Nổi bật nhất hàng năm là tổ chức diễu hành lễ hội Tết Nguyên Tiêu rất là lớn các anh chị, lớn nhất Sài Gòn. Chúng ta đang đi trên cái con đường Đồng Khánh nha các anh chị, con đường Đồng Khánh ngày xưa nay là Trần Hưng Đạo B. Còn ngay cái đoạn này ở bên tay trái, ngay cái mảnh đất mà để trống đó các anh chị, ngay chỗ cái hàng rào đó, ngày xưa đó là một cái rạp hát Lido các anh chị. Đó, hiện nay là đập phá ra rồi, cái mảnh đất hiện nay là để trống, mình thấy để trống lâu rồi các anh chị. Còn bên phải đây là đường Trần Xuân Hòa, ngay cái góc này quy một cái mặt bằng, mình thấy là để cái bảng là cho thuê nè các anh chị, cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà. Có một cái tình trạng mà hiện nay mặt bằng đóng cửa rất là nhiều các anh chị, rất là nhiều. Trước màn hình các anh chị đây là ngay cái ngã tư đường Đồng Khánh và đường Ngô Quyền. Con đường Ngô Quyền là con đường Triệu Đà ngày xưa đó các anh chị. Bên tay trái là chúng ta đi về cái bến Hàm Tử ngày xưa, nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn bên tay phải này là chúng ta sẽ đi ra cái đường Nguyễn Trãi. Mình sẽ đi thẳng qua ngã tư luôn nha các anh chị, mình sẽ đi thẳng hết cái con đường Đồng Khánh này ra cái đường Châu Văn Liêm. Ở chợ lớn Sài Gòn thì chắc đa số quý cô chú anh chị lớn tuổi thì chắc cũng biết. Chợ lớn Sài Gòn là cái khu vực mà có đông người Hoa sinh sống, nó nằm ven cái kênh Tàu Hủ các anh chị, nó trải dài trên toàn bộ cái địa bàn quận 5 và quận 6, một phần của quận 11 các anh chị. Theo như mình tìm hiểu, nơi đây là trước kia từng là một cái thành phố sầm uất riêng biệt, gọi là thành phố chợ lớn các anh chị. Sau cái quá trình đô thị hóa năm 30 và 50 đó, 1950 đó, thì sáp nhập lại là thành một với Sài Gòn. Chợ lớn là cái nơi sinh sống của người Hoa tại Sài Gòn đông nhất cả nước các anh chị. Ở bên kia cũng một cái mặt bằng, ngay cái góc bên kia đường là đường Phan Phú Tiên đó các anh chị, ngay cái rạp chiếu phim mà Lệ Thanh đó, Lệ Thanh A, Lệ Thanh B. Ở cái mặt ở bên đường Phan Phú Tiên là Lệ Thanh A. Ở ngay cái góc này các anh chị thấy cũng có một cái mặt bằng rất là đẹp, nó cũng để là cái bảng màu đỏ đỏ đó các anh chị, nó cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà. Hiện nay là các anh chị thấy là kinh doanh buôn bán ế ẩm, đóng cửa trả mặt bằng rất là nhiều các anh chị. Còn bên tay trái bên kia đường đó, bên cái phía mặt bên đường Đồng Khánh này là Lệ Thanh B các anh chị. Đó, rạp Lệ Thanh A là Lệ Thanh B. Lệ Thanh A là ngày xưa là chiếu phim Hồng Kông, còn Lệ Thanh B là chiếu phim nước ngoài các anh chị. Ở ngày trước là cái rạp Lệ Thanh này nói chung là một cái rạp chiếu phim mà khá là sang trọng. Đây cũng là nơi đầu tiên đưa cái phim mà tình cảm Đài Loan vào cái Sài Gòn các anh chị. Phim kiếm hiệp, võ thuật như là Đường Sơn Đại Huynh nè, Lý Tiểu Long đó các anh chị, nó rất là nhiều. Còn bên đây là cũng tiếp tục một cái mặt bằng, ngày trước là bán đồ thời trang, hiện nay các anh chị thấy là cũng đóng cửa. Mặt bằng rất là đẹp các anh chị, rất là rộng, nó hiện nay cũng đóng cửa, cũng đóng lâu rồi đó các anh chị. Còn ở trên cái mặt bằng này là cái khách sạn, nhà hàng Bát Đạt, cũng rất là nổi tiếng ở khu vực chợ lớn quận 5. Họ tiếp tục nè, mình thấy bên kia đường nữa các anh chị, cái bảng đỏ đỏ đó các anh chị, đó tiếp tục cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà. Các anh chị thấy trên đường Đồng Khánh này là cho thuê mặt bằng cũng khá là nhiều. Còn góc bên tay trái bên đây đường là cái khách sạn Thiên Hồng, ngày xưa tên là gì mình quên rồi. Đó, đây là nhà hàng khách sạn Thiên Hồng, rất là nổi tiếng ở khu vực chợ lớn quận 5 đó các anh chị. Còn đây là ngay cái ngã tư đường Tảng Đà, cái đường ngang là đường Tảng Đà các anh chị. Bên trái là đi ra cái bến Hàm Tử, đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay đó các anh chị. Và cái khu vực chợ lớn quận 5 này cũng là nhiều cái rạp chiếu phim lắm các anh chị, đường Tổng đốc Phương là cũng ba bốn cái.
giờ là hiện nay là dẹp hết rồi, cái anh chị làm cái kho hoặc là làm cái bãi giữ xe. Đây bên tay phải màn hình các anh chị là một cái ngôi chùa của người Hoa đó, chùa Bà Hải Nam các anh chị đó. Kế bên là cái trường Trần Hữu Trang, thực tế là một cái miếu các anh chị, nhưng bà con người dân Sài Gòn thì hay gọi là chùa của người Hoa, thực tế là một cái miếu thờ một cái vị thần của người Hoa các anh chị. Đó, bên tay trái bên kia đường các anh chị thấy nguyên một dãy này là phố lầu, giống như là phố lầu ở bến Bình Đông đó các anh chị, những cái căn nhà mà ngày xưa đó. Còn bên tay phải bên đây là chợ Xá Tây, ở phía sau chợ Xá Tây nè các anh chị, cái mặt trước thì nằm ngay cái đường Nguyễn Trãi đó, chợ. Các anh chị thấy là cái hiện nay thì tình trạng các chợ truyền thống Sài Gòn cũng buôn bán ế ẩm lắm các anh chị, vắng khách lắm. Các anh chị thấy đâu có ai đâu, lai gai có mấy người à. Mình đi quay những cái ngôi chợ truyền thống ở Sài Gòn thì các anh chị xem, các anh chị cũng đã biết rồi, rất là vắng các anh chị, đóng cửa sạp sang sạp cũng rất là nhiều, bán nước sâm nè đó. Các anh chị thấy đi vào đây là có nhiều cái bảng hiệu mà để hai cái ngôn ngữ các anh chị, tiếng Hoa và tiếng Việt. Có một số cái ngôi nhà bán kinh doanh buôn bán truyền thống, cái mặt hàng mấy cái quần áo của bà đó các anh chị, chùa bà đó, rồi mấy cái đầu lăng. Ở bên tay phải đây là nhà hàng Ái Huê 2 mới xây sau này nè các anh chị, rất là lớn rất là đẹp. Ở bên kia đường này xa xa mình thấy là có một cái đỏ đỏ đó các anh chị, thì cũng thuê mặt bằng rất là nhiều. Và đây là cái con đường Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục này là cái đường này chỉ có một chiều thôi các anh chị, cái chiều bên tay phải thôi, đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra đường Hồng Bàng. Rồi chúng ta tiếp tục, mình đi thẳng qua luôn. Đi. Có một chiều mà cái anh này ảnh chạy xe đạp ảnh rẽ trái là anh không biết. Đó bên đây, tay phải các anh chị cũng là một cái ngôi chùa của người Hoa nè các anh chị, không biết chùa này tên gì mình quên rồi. Đó. Ở quận 5, ở khu vực chợ lớn quận 5 á, đặc thù á, là rất là nhiều chùa, nhiều trường học, nhiều bệnh viện các anh chị, rất là nhiều. Đây ngay cái đường Nguyễn Án bên tay phải màn hình các anh chị, chắc mình sẽ rẽ vào mình cập nhật. Ở bên trong đây cũng là cái phố lồng đèn đó các anh chị, mà thường là khoảng trước rằm Trung Thu á, là khoảng một tuần hai tuần gì mới làm, một tuần hai tuần gì mới đông các anh chị. Đó. Ở trên cái con đường Phú Phú Định nè, Phú Đinh nè, ở bên tay trái nè các anh chị, nó nguyên một dãy luôn. Để mình coi có chuẩn bị bán lồng đèn chưa. Đó các anh chị thấy hai bên nhà nè, đó lồng đèn đó các anh chị, người ta treo đó. Chưa, hình như mới chuẩn bị à, mới chuẩn bị mấy cái tấm bạt để che nắng che mưa, rồi mấy cái cây để che để treo lồng đèn đó các anh chị. Đó, đó. Khoảng một tháng nữa ngay cái tuyến đường này vào buổi chiều tối các anh chị thấy rất là đông, ban ngày thì bán ăn uống các anh chị. Đó bên đây còn một cái ngôi nhà cái kiến trúc mà cổ xưa đó các anh chị. Nhà bên trong đây thì bà con người Hoa thì sinh sống ở đây rất là nhiều. Chợ lớn thì bà con người Hoa sinh sống rất là nhiều các anh chị, đông nhất cả nước. Rồi chúng ta ra lại cái con đường Lương Dữ Học. Đó, đây là cũng cái phố lồng đèn đó các anh chị, trên cái tuyến đường này mình rẽ ra lại cái đường Đồng Cánh ở bên tay phải màn hình các anh chị thấy nè, nó cũng trang trí trưng bày mấy cái lồng đèn đầu lăng đâu nè, kinh doanh truyền thống của người Hoa. Rồi chúng ta rẽ tay tay phải mình đi ra lại đường Đồng Cánh nha các anh chị. Đường Dữ Học đi thẳng qua là ngay chỗ cái đại lộ Khổng Tử đó các anh chị, nay là Hải Thượng Lãn Ông đó. Ở bên kia bán mấy cái khánh vàng quá trời luôn. Đó bên phải đây là nhà hàng Ái Huê 1 đó các anh chị. Đó nhà hàng này Ái Huê 1 này là đầu tiên. Còn bên tay phải ngay cái góc chúng ta đến ngay cái Châu Văn Liêm, con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa đó các anh chị. Bên tay phải là cái chung cư
chung cư mà cấp độ D, mà cấp độ nguy hiểm đó các anh chị, xuống cấp đó, trời sập đó, thì cũng đã di dời bà con người dân ra rồi. Đó, đây là cái đường Châu Quang Liêm Tổng Đốc Phương ngày xưa, mình sẽ rẽ tay trái, nếu đi thẳng ra thì chúng ta sẽ ra cái chợ vải xối Kình Lâm. À, rẽ vào cái đường Tổng Đốc Phương này để chúng ta đi ra cái đại lộ Khổng Tử, nay là đường Hải Thượng Lăng Ông. Mình cập nhật cái tình hình kinh doanh lồng đèn vào cái mùa trung thu này như thế nào nha các anh chị. Trên đường này mình thấy là cũng có đó, cũng có một tiệm là đang bán nè các anh chị, đó, trưng bày mấy cái lồng đèn quá trời luôn. Đó, đây là cái phố mà đến dịp mà lễ Tết đó các anh chị, theo mùa, ở mùa trung thu thì bán lồng đèn, trung thu xong là tới Noel cũng nhanh lắm các anh chị, mà sắp tới Noel nữa, Noel thì bán mấy cây thông, bán mấy cái dụng cụ mà trang trí Noel các anh chị, Giáng sinh đó, đó lồng đèn con cá nè, ngôi sao, mình thấy ở đây có bán nhiều mấy cái lồng đèn truyền thống ngày xưa các anh chị, lồng đèn mà cái kiến giấy kiến màu đỏ đó. Giờ có nhiều cái lồng đèn là đèn pin là dành cho những bé và nhỏ nhỏ chơi các anh chị, còn lồng đèn với kiến mà truyền thống thì lớn lớn một chút, tại do là có đốt đèn cầy, nít nhỏ nhỏ quá chơi sợ phỏng đó. Bán với số nè, đây là ngay cái Bùng Binh Châu Quang Liêm và Hải Thượng Lăng Ông, mình sẽ rẽ tay phải, bên kia là Bưu Điện quận 5 đó các anh chị, bên kia đường. Đó, đây là cái đại lộ Khổng Tử, đó nay là Hải Thượng Lăng Ông đó các anh chị. Đó, dài ở trên cái tuyến đường này các anh chị thấy là xuất hiện rất là nhiều tiệm đó buôn bán kinh doanh lồng đèn đó, vào mùa trung thu thì bán lồng đèn các anh chị, còn ngày thường thì bán văn phòng phẩm ở trên cái tuyến đường Hải Thượng Lăng Ông này các anh chị thấy bán rất là nhiều đó, bán mấy cái chống nhỏ nhỏ, bán mấy cái đầu lăng luôn nè. Có bán mấy cái lồng đèn truyền thống với kiến màu đỏ đó các anh chị, con cá đó, con cá, con thỏ, ngôi sao, lồng đèn hiện đại cũng có, hiện nay cũng có lồng đèn pin đó, chạy bằng pin đó các anh chị. Đó, trên cái đường này các anh chị sẽ thấy rất là nhiều. Như vậy là cái đường Hải Thượng Lăng Ông này hôm năm nay thì bán sớm hơn các anh chị, mình thấy sớm hơn. Đó, đã xuất hiện bán những cái lồng đèn rồi. Đó, quá trời luôn các anh chị. Mình thấy là có nhiều cái mẫu mới, nhưng lồng đèn thì mình vẫn thích cái lồng đèn truyền thống các anh chị. Lồng đèn ngày xưa, lồng đèn mà giấy kiến màu đỏ màu vàng đó đó. Con cá, con rồng, con thỏ, rồi ngôi sao đồ đó các anh chị. Đó, các anh chị thấy là nguyên một dải luôn, bên kia đường cũng có. Mình đi thẳng hết cái đường này, sau đó chúng ta sẽ hoành qua bên kia, mình cập nhật bên kia nha các anh chị. Đó, hôm nay là chủ yếu là đi để cập nhật đó, cái mùa trung thu này là cái đường Hải Thượng Lăng Ông này là tình hình cập nhật cái tình hình buôn bán như thế nào thôi. Còn để mà gần đó các anh chị, sau khi mà bán mà cũng vào cái cận cái mùa trung thu đó, mình sẽ đi vào buổi tối rất là đẹp các anh chị. Có những cái lồng đèn này có đèn đó các anh chị, màu sắc rất là đẹp, lung linh rất là đẹp đi vào buổi tối. Hôm nay chủ yếu là đi cập nhật ở trên cái tuyến đường chợ lớn quận 5 thôi. Đó, các anh chị thấy không, rất là nhiều mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ ngay góc này các anh chị, rất là đẹp. Năm nay mình thấy là bán nhiều cái lồng đèn truyền thống hơn các anh chị. Năm ngoái thì đèn pin nhiều. Năm ngoái là mình nhớ là mình có quay thấy có con sứa nó đẹp lắm, mà làm bằng pin đó các anh chị. Đèn làm bằng pin đó. Năm nay thì chưa thấy. Đó, con cá nè, nguyên con cá bự luôn. Đó, ngày xưa mà thờ mà đi học, tới mùa trung thu, Tết trung thu nè, đó là cô giáo là cho làm thủ công, đó làm chấm điểm các anh chị, làm ngôi sao đó. Đó, quá trời luôn. Các anh chị thấy không, rất là đẹp. Đó, tiếng hoa đó các anh chị. Để gần tới Tết Trung Thu,
Và sau khi mà bán nhiều, bán đông rồi đó các anh chị, mình sẽ đi vào ban đêm mình cập nhật một lần nữa đó, gửi đến các anh chị. Đi vào ban đêm rất là đẹp, đèn lung linh nhiều màu sắc rất là đẹp các anh chị đó, lồng đèn quá trời luôn. Đây là bên đây thì những cái tiệm này là không có bán đó, lát đác lay ra là thấy các anh chị thấy là bán rất là nhiều. Ngày thường thì bán văn phần phẩm đó, rồi bán mấy cái đó, những cái thảm cỏ rồi cái tấm bạt rồi các anh chị đó. Đây là ngay cái đường Phùng Hưng, bên tay phải ngay cái góc này đi thẳng là chúng ta sẽ ra cái chợ Thủ Đô các anh chị, nay là chợ Phùng Hưng. Bên kia là một cái ngôi chùa của người Hoa, để mình đi vào cho các anh chị xem. Đây là cái chùa Ông Bổn các anh chị đó, một cái chùa người Hoa rất là lớn. Các anh chị thấy cái sân các anh chị thấy không, rất là rộng. Đó, chùa của người Hoa đó các anh chị, đó, thực tế là một cái miếu. Đây là một cái chùa thờ Ông Bổn, Bổn Đầu Công đó các anh chị. Đó, còn kế bên là cái trường trường Trần Bội Cơ, đó, trường dạy tiếng Hoa luôn các anh chị. Ngày xưa là dạy tiếng Hoa, là không biết là hiện nay có dạy hay không thì mình không biết. Ở bên đây là cái hình ảnh ngày xưa nè các anh chị, đó lịch sử đó, tóm tắt tiểu sử rồi bằng khen rồi mấy cái hình ảnh hồi xưa. Bên trong là cái miếu chùa của người Hoa. Ở đây là cái chùa duy nhất thờ Bổn Đầu Công các anh chị, người mà một cái vị thần mà giữ đất đai đó. Người Hoa người ta rất là thờ cúng Bổn Đầu Công này, làm ăn mà kinh doanh đồ đất đai đồ các anh chị, là người ta hay lại đây cúng lắm. Rồi chúng ta đi ra lại, để có dịp nào mình sẽ vào bên trong, mình quay cho các anh chị xem cái ngôi chùa của người Hoa. Đó đây là ngay cái cổng trường Trần Bội Cơ. Đó ngay chỗ này là buổi tối cũng buôn bán chè rồi cũng rất là đông các anh chị, rất là nhộn nhịp. Ở trên cái đường tuyến đường bên đây, ngay cái đoạn đường này bên tay phải màn hình các anh chị, là đa số bán mấy cái tấm bạc này, rồi mấy cái đồ mà bao bì đồ đó các anh chị. Đó cái đoạn này rất là nhiều. Ở qua bên đây là thuộc cái đường Trang Tử rồi các anh chị, ở qua cái đoạn đường này nè. Lát đây chúng ta sẽ khúc cái ngã tư trên, mình sẽ quanh quanh lại, mình cập nhật ở bên kia đường Hải Thượng Lãn Ông. Đó, ngay cái đoạn này các anh chị sẽ thấy là bán rất là nhiều cơ sở mà bán bao bì đồ đó các anh chị, bao bì dây ni lông, áo mưa. Đó, mấy cái túi ni lông đồ đó các anh chị. Rồi ly nhựa. Đó, rất là nhiều, nguyên một dãy luôn. Ở cái đường Trang Tử này đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra cái bến xe Chợ Lớn, ra cái đường Lê Quang Sung. Con đường Lê Quang Sung đó là thuộc cái Chợ Lớn quận 6 rồi các anh chị. Lê Quang Sung ngày xưa là tên gì mình quên rồi ta. Đây là ngay cái đường Học Lạc này các anh chị, bên tay phải là cái phố bán thuốc lá. Mình sẽ rẽ vòng lại. Đó, vòng mình cập nhật ở bên đây hai đường Hải Thượng Lãn Ông nha các anh chị. Đó, còn bên tay phải bên đây là đường Tháp 10, ngay cái chợ Bình Tây. Mình chỉ chủ yếu là trong cái video này mình cập nhật ở cái khu vực Chợ Lớn quận 5 thôi các anh chị. Còn quận 6 thì mình cũng quay nhiều rồi. Quay mấy cái kênh hàng bàn mà giải tỏa rồi đó các anh chị. Rất là nhiều ở phía sau chợ Bình Tây đó. Còn ngay cái đoạn đường này các anh chị thấy bán rất là nhiều cái thùng xốp rồi mấy cái cân, nói chung là bán rất là nhiều các anh chị đó, ngay cái đoạn đường này. Và ngay chỗ này là cái chợ Kim Biên, ở một cái chợ bán hóa chất rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đó, đây là ngay cái mặt chính của chợ Kim Biên nè các anh chị. Còn cái mặt phía sau của chợ Kim Biên đó là ngay cái cầu Ba Cẳng ngày xưa đó các anh chị. Mình cũng có quay ở phía sau rồi, cái giải tỏa kênh hàng bàn có quay cái phía sau chợ Kim Biên rồi. Còn vào bên trong chợ Kim Biên thì chắc hẹn quý cô chú anh chị và các bạn trong những video sau. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ cập nhật ở bên đây, bên đường Hải Thượng Lãn Ông.
bên đây là cũng bán lồng đèn các anh chị. Đó, cô bán đồ điện tử đâu nè, mình thấy nhiều lắm. Ấm nước đun sôi kết hợp là bán mấy cái lồng đèn. Đó. Cái tuyến đường Hải Thượng Lăng Ông này thì vào ngày thường cũng vắng lắm các anh chị, chủ yếu là nhộn nhịp đông đúc với là vào dịp lễ Tết. Đó. Ở đây bán mấy cái mẫu hộp bánh trung thu nè các anh chị. Đó, mấy hộp bánh trung thu quá trời luôn. Khúc trên này bán lồng đèn. Là chỉ có 3 mùa các anh chị, trên cái đường Hải Thượng Lăng Ông này là vào 3 mùa Tết, dịp lễ Tết đó là rất là đông, rất là nhộn nhịp. À, đây là mùa trung thu nè, rồi tới nữa là Noel, rồi tới nữa là Tết Nguyên Đán. Đó, chỉ có 3 mùa Tết, Tết thôi các anh chị là rất là đông, rất là nhộn nhịp. Ở ngay chỗ này bán quá trời luôn nè các anh chị. Đủ loại lồng đèn. Đó, lồng đèn hiện đại, lồng đèn truyền thống. Mấy cái lồng đèn mà bầu dục tròn tròn á, ở giống như ở phố cổ Hội An đó các anh chị, cũng rất là nhiều. Bên trong mình thấy có bán bao lì xì luôn. Bán mấy cái đồ mà trang trí Tết luôn. Đó, ngay chỗ này bán quá trời, rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc các anh chị. Nó có đồng đèn bằng nhựa nữa nè, Doraemon. Quá trời luôn. Ở đồng đèn này là đồng đèn pin đó các anh chị. Đó, con cá nè. Đó. Mình thích nhìn mấy cái lồng đèn truyền thống. Con cá ngôi sao. Đó, quá trời luôn. Chiếc thuyền. Con gà. Quá trời. Đó, đây là mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ. Năm nay mình đi, mình từ nãy giờ mình để ý là không có, năm nay không có bán mấy cái con sứa các anh chị. Con sứa mà dạng mà xài bằng pin đó, nó rất là đẹp, lung linh đẹp lắm các anh chị. Là màu trắng mà trong suốt đó, nhìn nó rất là giống. Năm nay thì không thấy. Đó, mấy cái lồng đèn các anh chị thấy nè, lồng đèn Hội An. Đó, quá trời luôn. Đây lồng đèn bằng giấy cũng có, bằng nhựa cũng có, đủ loại. Đó các anh chị nhìn thấy rất là đẹp. Đó, còn đây những cái tiệm này là bán văn phòng phẩm, bán giấy các anh chị. Bán giấy, đó quyền giải này chưa các anh chị. Còn sớm quá, chắc mấy cái giải này người ta chưa, mấy cái căn nhà này người ta chưa bán. Ở đây là cái đường Phùng Hưng. Đó, bên tay phải màn hình các anh chị là chúng ta sẽ đi vào cái đèn Năm Ngọn đó các anh chị. Đèn Năm Ngọn nổi tiếng Sài Gòn, bên tay phải bên đây mới đúng nè các anh chị. Đường Trịnh Hoài Đức. Còn bên tay trái ngay chỗ cái chợ vải Suối Kình Lâm là không phải các anh chị. Mình có hỏi nhiều người rồi. Với lại là cũng có hỏi người lớn các anh chị. Người ta nói là đèn Năm Ngọn là đúng, đó là ngay chỗ cái bên tay phải hồi nãy. Đó, tiếp tục. Lồng đèn. Mấy cái lồng đèn hoa sen nè. Các anh chị thấy ở dưới nè, các anh chị rất là nhiều. Mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ các anh chị nhìn thấy rất là dễ thương. Đó, mấy lồng đèn nhỏ nhỏ đó các anh chị. Con cá, con gà. À, Tết Trung Thu ta đốt đèn đi chơi đó các anh chị. Có câu hay nói Tết Trung Thu ta đốt nhà hay gì đó. Này nói vui thôi nha các anh chị. Đó, đây là bán diều. Đó, ngay cái cửa hàng này bán diều. Ngày xưa còn đốt đuốc nữa mà các anh chị, thờ mà đâu có lồng đèn mà phổ biến giống hiện nay đâu. Ngày xưa là muốn là ấy lồng đèn để phải làm lồng đèn ngôi sao, với kiến, giáng hồ, mà đốt đuốc vào cái việc mà rằm trung thu đó các anh chị. Còn ngày nay các anh chị thấy là đủ loại hết, hiện đại truyền thống có đầy đủ. Lồng đèn xài bằng pin cũng có, lồng đèn mà xài bằng đèn cầy cũng có, rất là nhiều. Ở đây là những cái tiệm văn phòng phẩm. Ở mấy cái ni này nè, mây che lá đồ cũng có để trang trí đó các anh chị. Đó, tiếp tục.
đó vào cái dịp mà lễ Tết là các anh chị đi trên cái con đường Khổng Tử, con đường Hải Thượng Lãn Ông này là các anh chị thấy là không khí lễ hội liền các anh chị. Tết Trung Thu, Giáng sinh, Noel rồi Tết Nguyên Đán vào cái con đường này các anh chị thấy là không khí liền rất là vui. Đó, Sài Gòn chợ lớn các anh chị thấy là bắt đầu là rộn ràng cái mùa Trung Thu rồi, Tết Trung Thu. Đây kẹt xe nè các anh chị, đây là ngay cái bùng binh Châu Văn Liêm, Tổng đốc Phương á, và đường Hải Thượng Lãn Ông, hai kẹt xe cái đoạn đường này lắm các anh chị. Có kẹt quá trời vào buổi chiều, nói chiều mà giờ mà tan tầm đó, ngay chỗ này kẹt dữ lắm. Đó, ngay cái bùng binh này là cái tượng đài Phan Đình Phùng. Đó, bên tay phải bên đây để mình quẹo vào. Bên tay phải bên đây á, là bưu điện chợ lớn nè các anh chị, bưu điện quận 5. Đó, có cũng lâu rồi các anh chị. Ngày xưa là mình nghe nói lại là mình cập nhật lịch sử á, là ngày xưa đây cái chợ lớn là ngay chỗ này nè các anh chị. Sau này chợ Bình Tây nó xây lên mới gọi là chợ lớn mới. Đó, cái hướng này là chúng ta đi thẳng mà rẽ phải là chúng ta sẽ lên cầu Trà Và, ra cái khu vực quận 8. Còn nếu mà đi thẳng mà rẽ trái á, thì chúng ta sẽ ra đại lộ Võ Văn Kiệt, bến Hàm Tử, bến Lê Văn Liêm ngày xưa đó các anh chị. Đó, dạ rồi, chắc video đến đây cũng khá là dài rồi các anh chị. Chắc mình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.